Hello nha, xin chào bạn nha. Đó, xin chào bạn theo kênh YouTube và Sào Channel nha. Đây mày vừa mới quả mấy quả siêu phẩm mới về đây, chia sẻ bạn cho bạn xem. Cái bộ này chắc nhiều bạn biết rồi, không cần phải giới thiệu nhiều. Đây chính là pin pin lithium phosphat bạn nhá, sắt phosphat. Pin này của anh đợt này pin này đang rất là hot hiện nay. Đấy, nhưng ông nào làm kích cá thì bắt đầu chuyển sang là chơi cái pin này thay cho quy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về cái pin này nhá, cho bạn xem qua cái pin và các cái thông số cơ bản của dòng này. Ở đây mình đang lắp ấy là có 16 quả để lắp hệ 48V 5A. Đấy, một cái quả này nó sẽ tầm khoảng 6.000 nhé, 6.000 mAh một quả này. Rất trâu luôn mà. À, cái pin này là gốc của nó là nó không có cái cọc đồng ở đâu, mà là hãng người ta gắn thêm cọc đồng vào cho các bạn nhé. Chứ nguyên bản nó không có cọc đồng ở đâu. Đây này. Lên hai cái đầu bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem nhé. Đây. Đây ở đây mình sử dụng một cái máy đo nội trở của xe pin nhá. Đấy, máy đo nội trở của pin. Gắn nó cho bạn xem này. Pin này hiện đại lắm. Trở kháng của nó có 7 ohm luôn bạn ạ. 3,3V pin đang đầy nhá. 3,3282. Đấy. 7 ohm, tầm khoảng 7,2 ohm một viên. 7 ohm một viên. Pin này khá là khủng đấy. Trong cái dòng pin hiện tại dòng này khá là khủng luôn. Tám ôm. Bóc thử quả khác xem nhé. Đấy, bóc mấy quả cho bạn xem cái dòng pin mới này. Pin này thì nó được một cái là xả rất là khỏe. Xả khỏe, nhỏ nhẹ gọn, dung lượng cao. À, quả này có 6 ôm rồi. 6 ôm, 6,2. Pin này là pin chưa nạp đầy. Ôm trở kháng nó hơi khác nhau một chút. Bây giờ mình sẽ đo trên cái máy đo, bây giờ sẽ cho các bạn xem là cái pin này nó hoạt động nào nhá. Cái pin này thì các bạn muốn đo chuẩn ấy thì phải có một cái bộ để sạc xả test cơ. Nó mới chuẩn. Đấy, bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem nhá. Đây là một cái máy đo pin. Cũng là một cái đo pin hai kiểu. Dòng pin này thì nhiều bạn sẽ biết rồi. Các ông đóng pin thì quá rành với cái dòng này rồi. Bây giờ pin li Fe bạn nhé. Resistance nhá, check pin kiểm tra xem nào. 30 ohm. Đo bằng cái này thì 30 ohm bạn nhé, bởi vì cái này qua cái dây rất là dài rồi. Đấy, ở đây sạc bạn sẽ cho dòng dòng bao nhiêu được tùy các bạn, nhưng mà thường thì dòng thấp thôi. Bởi vì con này của bạn có một cell thôi mà. Bộ này sẽ cho phép là cả sạc nhồi nhá. Dòng pin này này. Cho phép sạc nồi rất là khỏe. Các bạn nhìn này, vào dung lượng pin này. Con này muốn test kiểm tra dung lượng thực của pin ấy thì bạn phải có phần mềm đo nhá. Tức là có phần mềm đo chẳng như hoặc là dùng các bạn dùng thiết bị đo như này. Thì các bạn sẽ cho nó xả. Xả bao giờ nó kiệt điện thì nó báo bao nhiêu miliampe đây này, thì nó sẽ báo cho bạn biết là dung lượng thực của quả pin này là bao nhiêu. Quả này thì theo thiết kế của hãng nó sẽ ghi về tầm khoảng 6.000. 6.500. Tức là quả này thuộc phân khúc là rất là nhỏ, nhẹ, gọn mà dung lượng cao. Quả này là 6.500 một quả thì ở đây các bạn sẽ, nhưng mà ở đây điện áp của nó chỉ có 3,2V thôi. Đấy, tháo ra cái mài vào lỗ luôn này. Ở đây hãng họ rất là, phải nói là cũng chu đáo, họ thiết kế cho bạn là chính là cái đầu nối này. Nối vào nhau luôn cho nhanh, thấy là để tránh các ông lắp nó khó. Thì ở đây các bạn lắp 4 quả như thế này. Đấy. 4 quả nha, đây mình sẽ lắp cho bạn ghép 4 quả này. Đấy, ghép 4 quả cho bạn xem. 4 quả như này nhá. Đây, như thế này. Riêng lắp này thì sẽ không phải sợ nhầm, bởi vì nó chỉ có kiểu như thế thôi. 4 quả nhá. 4 quả thì các bạn sẽ đo nó ra 12V. Đây các bạn cho bạn đo cho bạn xem này. Đây. 4 quả sẽ ra 12V nhá. Đây, chờ chút xíu. Đây nhá, 4 quả các bạn nhìn nhá. Bốn quả nó sẽ là 13V 3. Ground 3 thì các bạn sẽ dùng để cho kích cá này, hoặc là các hệ thống mà cần lưu trữ điện ấy, kiểu như là pin mặt trời ấy, thì sẽ dùng cái này. Bởi vì cái này nó được một cái điểm rất là mạnh, tức là cái điện áp rất ổn định. Bao giờ hết sạch điện thì nó mới tụt áp, còn khi còn điện là bao giờ áp nó cũng giữ nguyên mức như thế.
tức là tụt rất là chậm, nó không như ắc quy tụt nhanh lắm. Pin sẽ như thế này. Ở đây là mình đang có 4 quả này thì nó sẽ ra được là 6A bằng một cái bình ắc quy xe máy. Đấy, như thế này. Các bạn muốn lắp nhiều thì có thể để như thế này cho nó gọn. Lắp như thế này. Đấy. Gắn như thế này, tách ra như thế này. Nhiều ông là thích gọn thì gắn như thế này. Đấy. Gắn này sẽ được cái rất là gọn. Đấy, gắn như thế này. Đấy. Gắn như thế này đúng không? Thế là được 10A rồi đấy. Bây giờ sử dụng cái đầu vít bắt đấy, bắt chặt đầu này, 4 quả như thế này. Đấy. Thêm tiếp 4 quả như này vào. Vào đây nữa. 6 thì các bạn sẽ được 15A. Thêm một nữa vào đây nữa sẽ được là 20A thì các bạn sẽ tương đương một cái bình ắc quy 20A. Tương đương một cái bình đồng nai các bạn dùng ấy. Tương đương cái dòng bình ấy rất là khỏe. Đấy. Đây các bạn nhá, các bạn sẽ ghép nhà này các bạn sẽ thấy là quả pin nó rất khủng luôn này. Đây này. 4 quả này nhá thì sẽ ra là 12V đúng không? Một quả 12V này, 12V này, 12V, 12V. 6A thì chỗ này các bạn sẽ được là 22A. Bạn sẽ thấy nó rất là nhẹ, các bạn cầm quả này sẽ thấy này. Cả cái chỗ này cầm nó chỉ vào cỡ tầm 1,5 cân. Mà so với một cái bình ắc quy mà 22A mà các bạn đi đánh cá thì các bạn biết là sẽ nặng như thế nào. Mà trong khi nó cầm tay mình thì các bạn thấy cầm nhẹ không? Nên vì thế tại sao nhiều ông rất thích mua cái dòng pin này về để chế ắc quy ấy. Một là làm ắc quy cho hệ thống lưu điện cũng được. Còn nếu không thích làm hệ thống lưu điện thì các bạn sẽ làm cho hệ thống kích cá cũng được. Hoặc là dùng các cho, tức là cho nhiều loại cần điện mà nó nhỏ nhẹ gọn, tức là cái dòng này nó bê đi cái tiện lắm bạn ạ, nó nhỏ. Đây bạn nhìn nó bé nhỉ. Mình dùng phải công nhận nó bé thật. Đấy, ghép rất nhiều cell pin. Cell này ghép thì lại có một điểm rất là hay, nếu các bạn mà sử dụng cell này. Như mình dùng phải công nhận là có điểm rất hay chính là cell này này. Sau này khi dùng mà cell nó tụt dung lượng ấy thì các bạn có thể bóc cell này riêng ra. Tức là tháo riêng cell này. Mang máy đo kiểm tra dung lượng nó tụt thì các bạn sẽ đi ghi vào như thế này. 6,5 luôn, bây giờ nó tụt xuống còn 1,000 thì là quả này có thể bỏ đi hoặc là ghép chung với các cell 1,000 ghép với nhau. Đấy, thành một từng bộ với nhau để tránh bỏ cell đi rất là phí và ghép được rất là tiện, nó tức là thay thế nó rất là rẻ và nhanh. Đấy, mà lại còn có thể sửa được. Đấy, tiện rất dễ luôn này cho bạn xem, 20A luôn. Nhỏ gọn chưa? Đấy, chia sẻ một chút về vần pin lithium các bạn nhé. 20A 12V mà lại còn gỏ gọn nhẹ, nhưng mỗi tội là đắt tiền hơn bạn chú ý nhé. Con này lắp sẽ đắt tiền hơn, 16 cell thì sẽ đắt tiền hơn mua một cái bình ắc quy một chút xíu thôi, nhưng mà tính về dung lượng thì sẽ tốt hơn rất là nhiều về cả sử dụng nữa. Đấy, rồi các bạn theo cái clip này nhá, chúc bạn tìm được một hệ thống pin ưng ý. Buổi sau thì mình sẽ chia sẻ phần ghép cái pin này ra 12V và sử dụng ra làm sao.